xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với những hình ảnh đi trình về thị trường bóng đá Gia Phú. Trong buổi tối ngày hôm nay thì một lần nữa trên fanpage của bóng đá phương Tây, chúng ta sẽ được chứng kiến những bước chạy đến từ những cầu thủ của Bơm Nước Huy Trinh. Và ngày hôm nay đối thủ của Bơm Nước Huy Trinh sẽ là thiết bị xây dựng phòng thành. Những tình huống mà họ chủ động pressing, những tình huống mà họ chủ động áp sát và gây ra khó khăn dành cho đối phương. Tình huống để móc bóng đến từ Khánh Mao, đường chuyền vào cối, không thể có bàn thắng dành cho cầu thủ của xây dựng phòng thành. Hai đội bóng đều đang rất chú trọng ở khu vực giữa sân, nơi mà họ sẽ kiểm soát bóng nhiều, để từ đó họ có những cơ sở, những tiền đề để tạo ra những cơ hội. Đường chuyền hay, nhưng mà đánh gót này thì nó chưa đủ độ chính xác. Thì chúng ta sẽ có một đội bóng chơi 2-3-1, thì đội bóng còn lại thường sẽ chơi luân phiên giữa 2-3-1 và 3-2-1. Đưa bóng vào, dứt điểm. Tình huống dứt điểm cực kỳ nguy hiểm đến từ chiếc áo số 9 của xây dựng Thượng Thành. Nhưng đang liên tục là những tình huống lăn xả đến từ hàng phòng ngự của Bơm Nước Huy Trinh. Người vừa có được vài dứt điểm tiếp tục là Phan Đức. Thêm một cú dứt điểm đến từ số 11, và lần này thì không có bất kỳ một cơ hội cản phá nào dành cho Đức Quỳnh. Một pha dứt điểm cực kỳ tốt, lực đi và đường đi của trái bóng là quá khó dành cho thủ thành Đức Quỳnh. Đồng đội của Đức Quỳnh đã chơi một cách lăn xả ở những phút trước. Trước đó là bé nữ Hùng, sau đó là vị trí của Mạnh Hùng với những tình huống dùng người. 10 phút đầu tiên chưa thể bắt nhịp được với trận đấu này và đang quá nhiều sóng gió được tạo ra. Đây lại là cơ hội nhưng chưa thể có bàn thắng dành cho vị trí của Thế Thoại. Nếu như các cầu thủ của Bơm Nước Huy Trinh, họ có được đâu đó khoảng 1 đến 2 cơ hội thôi, chưa cần bàn thắng để giải tỏa sức ép dành cho hàng phòng ngự. Đây là cơ hội đối mặt thủ môn, không có bàn thắng dành cho chiếc áo số 10. Dứt điểm. Và bây giờ thì mới có bàn thắng. Bây giờ là bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ của thiết bị xây dựng Đồng Đành. Chúng ta vừa đến với những tình huống thay đổi người của các cầu thủ Bơm Nước Huy Trinh. Nhưng khi mà những sự thay đổi người đó chưa thể phát huy được tác dụng, thì họ lại phải nhận gáo nước lạnh thứ hai đến từ các cầu thủ của xây dựng Đồng Đành. Các em tạo ra được một thế trận tốt và đang là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, thì hơi khó, thực sự là khó dành cho Bơm Nước Huy Trinh ở thời điểm này. Và lại là những tình huống hơn người trong những tình huống tấn công. Thành Nhân, Thành Nhân bỏ bóng, Úc Mến, Thành Nhân, Thành Nhân xử lý, dứt điểm. Quách Mao, và xử lý tốt đến từ Quách Mao, sau đó là cú dứt điểm nhưng bóng vẫn đang đi chinh cục. Hai gáo nước lạnh là quá đủ với Bơm Nước Huy Trinh. Hai gáo nước lạnh là quá đủ, nhưng có vẻ như các cầu thủ của xây dựng Thượng Thành thì họ nói chưa. Một màn trình diễn đâu đó khoảng 15 phút đầu tiên của Thế Toại là 15 phút tương đối tốt đến từ số 20. Hơi đáng tiếc là chưa thể có bàn thắng dành cho cầu thủ này mà thôi. Tiếp tục là những pha xử lý cá nhân tạo ra sự đột biến, và đây lại là cú dứt điểm đến từ Phan Đức. Hai đội bóng vẫn đang đi tìm cho mình những cơ hội. Đâu đó thì các cầu thủ của Bơm Nước Huy Trinh, họ đang có cho mình. Đây là cơ hội, nhưng thời điểm này là thời điểm rất đúng lúc để có được bàn thắng, rất đúng lúc để cho các cầu thủ của Bơm Nước Huy Trinh tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Và người vừa ghi bàn đó là vị trí của Quách Mao. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2, 1-2 dành cho các cầu thủ của Bơm Nước Huy Trinh trong một thời điểm mà họ cần bàn thắng, và đối phương lại là những người tạo ra cơ hội. Quách Mao là người đã chớp được thời cơ và có được bàn thắng dành cho các cầu thủ của Bơm Nước Huy Trinh. Thêm một cơ hội nữa, Thành Nhân. Hàng phòng ngự của hai đội bóng đều đang có cho mình những pha xử lý nó hơi mạo hiểm một chút. Đây là cơ hội dứt điểm nhưng chưa thể có bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 dành cho vị trí của Bầu Trinh. Phần bóng rất tốt, những tình huống xử lý bóng bước một đang có được những tín hiệu tốt hơn đến từ cao thủ của Bơm Nước Huy Trinh. Họ đang có những tình huống xử lý bước một tốt hơn, tự tin hơn. Phương Thuận Thành đang phần nào đó để mất thế trận vào tay đối phương. Với một thế trận, trong một thế trận như này, lại là cơ hội dành cho các cầu thủ của Bơm Nước Huy Trinh. Và bây giờ chúng ta có được bàn thắng tiếp theo, bàn thắng công bằng tỷ số 2-2 dành cho Bơm Nước Huy Trinh.
người ta đang nói về sơ đồ 321, sơ đồ 231 đến từ cả hai đội bóng. Và khi hàng tiền vệ của đội bóng nào đang chơi tốt hơn thì đội bóng đó sẽ có nhiều cơ hội hơn. Và Bundesliga họ có được bàn thắng cân bằng tỷ số 2 đều. Họ vẫn đang cần một khoảng thời gian để bắt nhịp với nhau trong một nhiệt độ, trong một tốc độ rất cao của trận đấu này. Và suýt chút nữa có lần đầu tiên dành cho Bundesliga trong ngày hôm nay. Suýt chút nữa thì chúng ta có được bàn thắng, đâu đó chỉ có 1 đến 2 tình huống sai số mà thôi. Lại là cơ hội. Dứt điểm. Chưa để có bàn thắng dành cho các cầu thủ của Bundesliga. Một tình huống cứu rùa ngay trước vạch bồi. Đây là câu trả lời của Xây Dựng Đồng Nành. Đây là cơ hội. Chưa thể có được vài chiếc đường mới đáng tiếc. Đây là vài chiếc đường và tỷ số là 3-2. 3-2 dành cho các cầu thủ của Xây Dựng Đồng Nành. Và người ghi bàn là chiếc áo số 17. Đó là Minh Phát. Ba hai dành cho Xây Dựng Thuận Thành. Đường truyền giáp lưới xử lý hơi đồng đội một chút ở pha bóng vừa rồi đến từ vị trí của giáp lưới, nhưng vẫn là Xây Dựng đứng nhanh. Và bây giờ là khoảng cách hai bàn được tái lập. 4-2 dành cho các cầu thủ của Xây Dựng đứng nhanh. Một pha xử lý miễn chê đến từ chiếc áo số 10. Một tình huống xoay sở, một tình huống xử lý gọn gàng, không một vết tì đến từ chiếc áo số 10 siêu vẻ. 4-2 dành cho Xây Dựng Thuận Thành. Rất nhanh để họ lấy lại được cách biệt hai bàn, lấy lại được khoảng cách hai bàn. Và bây giờ có thể là lần thứ 3 bàn thắng liên tiếp dành cho các cầu thủ của Xây Dựng Thuận Thành. Và lại là cái duyên ghi bàn đến từ số 10 siêu vẻ lại lên tiếng. Bàn thắng thứ 5. Khoảng cách 3 bàn lần đầu tiên xuất hiện trong buổi tối ngày hôm nay. Xây Dựng Thuận Thành đã bị thần may mắn từ chối một bàn thắng. Bây giờ tiếp tục là tôi. Và bàn thắng tiếp theo. Bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ của Xây Dựng Thuận Thành. Và ghi bàn đến từ vị trí của gối quẹo. Số 2 lên tiếng. Trong một ngày mà các đồng đội đang liên tục nổ súng thì hành lang cánh trái của Xây Dựng Thuận Thành lại hơi im tiếng. Và bây giờ thì hành lang cánh trái đó đã lên tiếng để lấy lại được nhiệt độ một cách nhanh nhất. Tiếp tục là cơ hội. Cơ hội dành cho Bơm Nước Huy Sinh. Dứt điểm. Không thể có được va chạm bóng sông. Cơ hội và bằng vào đến từ giáp lùi. Và chưa để có bàn thắng dành cho giáp lùi. Một loạt những tình huống sóng gió chứ không là đối phương, nhưng vừa rồi thì chế bóng điểm gần nhất mà chế bóng đã chạm tới đó là vạch vôi mà thôi. Khoảng trống phát lùi. Tiếp tục là số 6. Dứt điểm. Người đang chơi rắp nhất trong hàng phòng ngự. Đây là cơ hội. Thêm một cú dứt điểm nữa. Và bàn thắng thứ 7 dành cho các cầu thủ của Xây Dựng Thuận Thành. Một tình huống rối loạn, một tình huống mà hàng phòng ngự của các cầu thủ của Bơm Nước Huy Sinh đã không thể có một tình huống phá bóng ra. Và bóng tìm đến vị trí của chiến áo số 4. Đó là vị trí của Lê Sưu. Bàn thắng thứ 7 trong trận đấu ngày hôm nay đến từ các cầu thủ của thiết bị Xây Dựng Thuận Thành. Đội bóng áo màu trắng đỏ khởi đầu hiệp đấu thứ 2 này chậm hơn đôi chút. Và để mất bóng là Quảng Ngãi. Dứt điểm. Dứt điểm khá nguy hiểm đến từ là Quảng Ngãi. Vẫn bóng dài. Lại là những pha cắt bóng chủ động đến từ Bơm Nước Huy Sinh. Đây lại là cơ hội dành cho đội bóng áo xanh. Dứt điểm. Một pha chạm bóng hơi bị động đến từ số 3, đó là Quang Đạt.
Mạnh Huân. Tiếp tục là Mạnh Huân, khoảng trống trước mặt. Tiếp tục là chiếc áo số 5 Nhất Đình. Và bây giờ là bàn thắng tiếp theo, bàn thắng thứ 3 dành cho Bonnevision. Sau 30 phút chờ đợi thì bây giờ thì Bonnevision có được cho mình bàn thắng đúng ngắn tỷ số. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng. Họ vừa chấm dứt series ghi bàn, một series ghi đến 5 bàn đến từ Xây Dựng Thuận Thành. 5 bàn liên tiếp dành cho Xây Dựng Thuận Thành. Và bây giờ thì nó chấm dứt. Tiếp tục là Giáp Lũi, Lê Sư, Đường Chuyên, Thế Toàn. Và bây giờ thì Thế Toàn có được cho mình bàn thắng. Số 20 đã chờ quá lâu để có được bàn thắng này. 3/4 thời gian của trận đấu này, sau 6 cú dứt điểm thì Thế Toàn có được cho mình bàn thắng đầu tiên. Một thành quả xứng đáng dành cho chiến gáo số 20. Một khoảng thời gian chờ đợi quá lâu đến từ Thế Toàn để có được bàn thắng này. Và bây giờ một đường truyền dọn cổ đến từ đồng đội. Và món quà này thì Thế Toàn sẽ khó lòng để chối từ. Khang Kỳ, Mạnh Huân, khoảng trống để Mạnh Huân tung ra những cú dứt điểm vẫn chưa có. Còn đây là pha lên bóng từ một pha xử lý lỗi đến từ Lai Quảng Ngãi. Đối mặt đủ môn và có quan nặng dành cho các cầu thủ của Niết Bì Xây Dựng Đồng Đành. Người ghi bàn là chiếc áo số 12 của đội bóng này. Tỷ số được nâng lên là 9-3 dành cho các cầu thủ của Niết Bì Xây Dựng Đồng Đành. Một tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân. Như chúng tôi đã nói rồi, ở ngày hôm nay hàng tiền vệ của hai đội bóng là những hàng tiền vệ rất rất mạnh. Lại là cơ hội dành cho các cầu thủ của Xây Dựng Đồng Đành. Và bắn ra đến đội đối cùng hạ nhịp để xử lý một cách gọn gàng nhất ở pha bóng vừa rồi. Đây là cơ hội dứt điểm từ xa và lại có hoàn nặng dành cho các cầu thủ của Thiết Bị Xây Dựng Đồng Đành. Và đây là cú đích đến từ số 17 Minh Phát. Một pha xoay sở trong vòng vây của hai chiếc bóng áo màu xanh đen trước mặt là hai cầu thủ của Bonnevision, nhưng vẫn có được cho mình một pha dứt điểm. Bóng đi sát sạc cùng dọc và Đức Quân bị chuông sinh. Những pha xử lý mang đậm tính kỹ thuật nhưng không có bàn thắng trong tình huống này dành cho các cầu thủ của Xây Dựng Đồng Đành. Chúng ta vừa được xem lại pha bóng này. Một tình huống xử lý cực kỳ ngẫu hứng đến từ Minh Phát. Một đường truyền cột hai, đồng đội băng vào với một pha bóng xử lý cũng rất kỹ thuật. Cơ hội và bây giờ là bàn thắng thứ tư dành cho các cầu thủ của Bonnevision. Một pha bóng, một sai sót ở phần sân nhà đến từ cao thủ của Xây Dựng Đồng Đành. Một pha để mất bóng ở phần sân nhà và Tân Eti cú đặt lòng là hoàn hảo.